Everybody, are you ready for the review lesson today? Hôm nay cô và các em chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục ôn tập unit số 15, Women in Society. Phần ôn tập của chúng ta sẽ gồm những phần sau. Phần thứ nhất, vocabulary, Women in Society, chủ đề phụ nữ trong xã hội. Phần ôn tập tiếp theo là speaking, how to express opinions, làm thế nào để chúng ta diễn đạt được những cái quan điểm, ý kiến của mình. How to express degrees of agreement, làm thế nào để chúng ta diễn đạt được những mức độ của sự đồng ý. Và phần thứ ba, ôn tập ngữ pháp, phrasal verbs, cụm động từ. Phần đầu tiên, cô sẽ ôn tập các em phần vocabulary, phần từ vựng. Về chủ đề Women in Society thì cô nhắc em hai vấn đề chính của bài, đó là roles and rights. Roles chính là vai trò, rights là quyền. Phụ nữ có những cái roles, những cái vai trò nào? Natural roles and social roles. Vai trò tự nhiên và vai trò xã hội. Vai trò tự nhiên đó chính là childbearing and homemaking, sinh con và chăm sóc gia đình. Social roles, involvement in the public life of business and politics, việc tham gia vào cuộc sống cộng đồng, trong kinh doanh, trong chính trị. Và phụ nữ đấu tranh cho những cái quyền nào? Đó, quyền equality between men and women, là sự bình đẳng giữa nam và nữ. Và cụ thể là những quyền hợp pháp cơ bản nào? Equal work opportunities to men, cơ hội việc làm ngang bằng với nam giới. Equal pay to men, tiền lương ngang bằng với nam giới. Right to vote, quyền bầu cử. Right to formal education, quyền được có những sự giáo dục chính thống. Và tại sao phụ nữ lại đấu tranh về những cái quyền này các em? Bởi vì có một cái sự gì đây? Doubt about women's intellectual ability, sự nghi ngờ về năng lực trí tuệ của phụ nữ. Thứ hai nữa là discrimination on the basics of sex, sự phân biệt về giới. Và những nguyên nhân này đã dẫn đến chúng ta struggle for quyền nữ quyền. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục ôn tập thêm một vài từ nữa trong phần vocabulary. Từ đầu tiên, human civilization, đó chính là nền văn minh nhân loại. Status là địa vị, vị thế. Ví dụ chúng ta có từ social status là vị trí xã hội. Economic status, vị trí kinh tế. Political status là địa vị chính trị. Từ tiếp theo, struggle for, struggle against. Struggle for là chúng ta đấu tranh vì cái gì đó. Struggle against là đấu tranh chống lại cái điều gì. Advocate hay là support có nghĩa là ủng hộ. Và từ cuối cùng, on the basis of là dựa trên cơ sở. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thực hành một số câu trong phần từ vựng nhé các em. Câu đầu tiên, các em để giùm cô cái từ closet được viết hoa, yên nghiêng. Đó, và từ này có nghĩa là tìm cái từ gần nghĩa nhất. Như vậy cái bài tập đầu tiên là chúng ta sẽ tìm từ đồng nghĩa của cái từ được gạch chân, yên đậm. Rồi, bây giờ chúng ta xem câu số 1 nè. Childbearing. Childbearing là việc sinh con. Như vậy chúng ta xem thử là trong đáp án ABCD từ đồng nghĩa với việc sinh con nhé các em. Câu A, educating a child là việc giáo dục một đứa trẻ. Câu B, taking care of a child là chăm sóc một đứa trẻ. Câu C, bringing up a child là nuôi nấng một đứa trẻ. Và câu D là having a child là sinh con. Như vậy chúng ta sẽ chọn đáp án đồng nghĩa với từ childbearing là câu D, having a child. Câu số 2, các em để giùm cô từ opposite, đó là tìm từ trái nghĩa với cái từ được gạch chân và yên đậm. Chúng ta nhìn câu số 2 nè. Advocate, các em còn nhớ từ này không? Advocate chính là support, là ủng hộ. Như vậy chúng ta tìm một cái từ trái nghĩa với từ này, có nghĩa là không ủng hộ. Chúng ta hãy nhìn những đáp án ABCD. Câu A, supporting là ủng hộ. Câu B, encouraged là khuyến khích. Câu C, disapproved
là không tán thành. Câu D disappeared là biến mất. Như vậy, cái từ trái nghĩa với từ advocate, ủng hộ, chính là không ủng hộ, không tán thành, đó chính là câu C, disapproved. Rồi, chúng ta dịch câu số 2. The political philosophers advocated that women should not be discriminated against on the basis of sex. Những triết gia chính trị ủng hộ cái quan điểm rằng phụ nữ không nên bị phân biệt dựa trên giới tính. Chúng ta qua câu số 3. In our modern time, trong cái thời hiện đại này, thì cái gì của phụ nữ? The of women has shifted from homemaker to outside worker. Cái gì của phụ nữ đã chuyển từ là một người chăm sóc gia đình sang một người làm việc ở bên ngoài. Như vậy các em còn nhớ những cái từ trong ABCD không? Câu A này, role là vai trò, B, right là quyền, câu C, status là vị trí, địa vị, câu D, part là phần. Như vậy cái gì của phụ nữ đã chuyển từ việc chăm sóc gia đình sáng đi làm ở bên ngoài các em? Đó chính là vai trò của phụ nữ, là câu A, role. Chúng ta qua câu số 4. Các em hãy nhìn các đáp án A, B, C, D. Và chúng ta hãy phân tích thử xem đây là những cái loại từ nào các em nhé. Câu A, equal là tính từ, công bằng, bình đẳng. Câu B, equality là danh từ, sự bình đẳng. Câu C, equally là một cách bình đẳng, một cách công bằng. Câu D, equalize là làm cho bình đẳng, làm cho công bằng. Như vậy chúng ta đã biết các từ loại rồi. Bây giờ chúng ta phân tích thử xem câu số 4 chúng ta cần điền một loại từ gì ở vị trí trống nha. Các em hãy nhìn cho cô chữ ờ, mẫu từ ờ đó thì án là một dấu hiệu của một danh từ. Và chúng ta xem real không phải là danh từ. Như vậy chỗ trống này thiếu một danh từ, chúng ta cần điền danh từ vào. Như vậy đáp án của chúng ta danh từ chính là câu B, equality. I think that up to now there has not been a real equality between men and women. Tôi nghĩ rằng cho đến bây giờ thì vẫn không có một cái sự bình đẳng thật sự nào giữa nam và nữ. Chúng ta qua câu số 5. Các em để cho cô từ struggle. Struggle, chúng ta có hai cái giới từ đi sau là struggle for và struggle against. Struggle for là đấu tranh vì cái vấn đề gì, và struggle against là đấu tranh chống lại cái gì. Chúng ta xem thử câu này là struggle for hay là struggle against. It took women a long time to struggle the right to vote. Phụ nữ mất nhiều thời gian để đấu tranh quyền bầu cử. Như vậy đấu tranh vì quyền bầu cử. Như vậy chúng ta sẽ chọn câu A, for. Cô ôn tập tiếp theo cho các em phần speaking. Làm thế nào để chúng ta đưa ra ý kiến? Expressing opinions. I think, tôi nghĩ là, I believe, tôi tin là, in my opinion, theo quan điểm của tôi, theo ý kiến của tôi, from my point of view, theo quan điểm của tôi, as I see it, như tôi thấy. Cô cho ví dụ, I think if women stay home, they will lose contact with their friends. Tôi nghĩ rằng nếu phụ nữ ở nhà, thì họ sẽ mất cái liên lạc, cái giao tiếp với bạn bè. Các em để giùm cô là sau I think là sau đó chúng ta sẽ nói những cái vấn đề, những cái suy nghĩ của mình ra. Sau đó hãy để ý cho cô từ lose contact with, có nghĩa là mất liên lạc với, hoặc là không có giao tiếp với ai đó. Ví dụ thứ hai, as I see it, if women stay home, they will be looked down upon by men. Như tôi thấy thì nếu như phụ nữ ở nhà thì họ sẽ bị coi khinh bởi đàn ông. Hãy chú ý, lưu ý cụm từ là looked out upon. Và khi đưa ra một quan điểm, một ý kiến thì người nghe sẽ biểu lộ sự đồng ý hay là không đồng ý. Chúng ta nghiên cứu tiếp theo làm thế nào để chúng ta biểu lộ những cái mức độ của việc đồng ý. Thì các em hãy nhìn trên màn hình hoặc là mở sách giáo khoa tham khảo phần speaking của unit số 15 thì chúng ta sẽ thấy cái bảng này. Và chúng ta sẽ thấy có 4 cấp độ ở đây. Cô và chúng ta sẽ cùng nhau phân tích từng cấp độ nhé. Strongly agreeing có nghĩa là rất là đồng ý. I quite agree, tôi đồng ý. I agree with you completely, tôi hoàn toàn đồng ý với bạn. Absolutely, hoàn toàn chính xác rồi. That's right, đúng rồi đó.
Rồi, dòng thứ hai các em sẽ thấy là partly agreeing, có nghĩa là đồng ý một phần. Well, I see your point, but. Vâng, tôi thấy quan điểm của bạn đó. Nhưng mà, I don't quite agree. Tôi khá là không đồng ý. To a certain extent, yes, but. Ở một mức độ nào đó thì đồng ý, nhưng mà. Disagreeing. Và đây là cái phần mà chúng ta không đồng ý kèm. I don't agree. Tôi không đồng ý. I'm afraid I disagree. Tôi e rằng tôi không đồng ý. That's wrong. Điều đó sai rồi. That's not true. Điều đó không đúng. Và phần cuối cùng, strongly disagreeing, là rất không đồng ý. What's nonsense? Thật vớ vẩn. What's rubbish? Hoặc là như rác rưởi. I completely disagree. Tôi hoàn toàn không đồng ý. Cô sẽ lưu ý cho các em thêm hai câu mà các em hay gặp trong các đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia. Đây, hai câu này. Chúng ta hãy xem nghĩa của hai câu này như thế nào nhé. There's no doubt about it. Không có cái nghi ngờ gì về việc đó nữa. Như vậy, không có nghi ngờ gì về việc đó có nghĩa là việc đó đúng rồi, là đồng ý. I couldn't agree with you more. Tôi không thể đồng ý với bạn nhiều hơn. Câu này, mặc dù chúng ta thấy chữ couldn't agree là không đồng ý đúng không các em? Nhưng mà nếu như các em thấy có từ more ở cuối nữa thì chúng ta lại chuyển sang nó là đồng ý đó các em. Như vậy chúng ta thấy rằng hai câu này là chúng ta sẽ xếp nó vào mức độ strongly agreeing, rất đồng ý. Chúng ta thử thực hành một vài câu về chủ đề speaking chúng ta mới vừa ôn tập nha. Câu số 1. Linda and Michael are talking about the differences between men and women. Linda và Michael đang nói với nhau về những điểm khác biệt giữa nam giới và nữ giới. Linda, I think men are better at making decisions than women. Linda nói rằng là tôi nghĩ là đàn ông thì giỏi về việc đưa ra quyết định hơn là phụ nữ. Hãy xem Michael suy nghĩ như thế nào. Chúng ta phân tích các đáp án ABCD thử xem nha các em. Câu A, no, I couldn't agree with you more. I couldn't agree with you more là đồng ý, nhưng mà lại là no. Như vậy câu này chúng ta thấy không hợp lý rồi. Câu B, I'm sorry to hear that. Tôi lấy làm tiếc vì nghe thấy cái điều đó. Như vậy cũng là không hợp lý. Câu C, oh, what a pity. Oh, thật là đáng tiếc. Như vậy cũng không hợp lý. Câu D, what's nonsense. Thật là vớ vẩn. Như vậy câu D, what's nonsense, ý là không đồng ý với cái câu suy nghĩ của Linda. Như vậy chỉ có câu D là thể hiện mức độ đồng ý và không đồng ý ở đây thôi các em. Như vậy chúng ta sẽ chọn câu D, what's nonsense. Câu số 2. Peter and Dan are talking about environmental protection. Peter và Dan đang nói chuyện với nhau về việc bảo vệ môi trường. Peter, we should limit the use of plastic bags. Chúng ta nên giới hạn việc sử dụng những cái túi nhựa. Dan. Bây giờ chúng ta trước khi chúng ta phân tích cái câu của Dan ở phía sau các em, chúng ta hãy xem các đáp án ABCD là ý gì nha. Câu A, I completely agree. Tôi hoàn toàn đồng ý. Câu B, it's not true. Điều đó là không đúng. Câu C, I don't quite agree. Tôi khá là không đồng ý. Câu D, you are wrong. Bạn sai rồi. Như vậy chúng ta rõ ràng chúng ta thấy là câu B, câu C với câu D đều mang ý nghĩ là không đồng ý. Còn câu A là đồng ý. Vậy chúng ta xem thử, lên xem thử là Dan nói gì. We can use paper bags instead. Chúng ta có thể sử dụng những cái túi giấy thay vào đó. Như vậy có nghĩa là Dan đồng ý với Peter. Thay vì sử dụng túi nhựa thì sử dụng túi giấy. Như vậy chúng ta sẽ chọn câu đồng ý là câu A. I completely agree. Câu số 3. Anne and Peter are talking about housework. Anne và Peter đang nói chuyện với nhau về việc nhà. And I think children should be paid for doing the housework. Tôi nghĩ rằng trẻ em nên được trả tiền cho cái việc là chúng làm việc nhà. Peter, suy nghĩ gì đây? Hãy xem câu ABCD trước khi chúng ta tiếp tục tìm hiểu từ duty trong cái câu của Peter nhé. Câu A, there's no doubt about it. Câu này có nghĩa là không còn nghi ngờ gì nữa, là đồng ý rồi đó. Câu B, that's what I think. Đó là điều tôi nghĩ. Câu C, you're exactly right. Bạn hoàn toàn đúng. Câu D, I don't think so. Tôi không nghĩ vậy đâu. Như vậy chúng ta thấy rằng là trong chừng này câu, thì câu A, câu B, câu C là đồng ý với ý kiến của Anne.
Câu D thì lại là không đồng ý. Chúng ta xem thử có cái keyword nào để mình chọn được câu không. Đó, các em hãy nhìn cho cô từ duty là trách nhiệm nè. Peter nói cái gì mà đó là trách nhiệm của họ trong gia đình. Như vậy là không đồng ý đúng không? Không đồng ý việc trả tiền bởi vì đó là trách nhiệm của trẻ em trong gia đình. Như vậy chúng ta sẽ chọn câu D. I don't think so. Tôi không nghĩ vậy. Câu số 4. Nancy and James are talking about their school days. Nancy và James đang nói chuyện về những ngày đi học. Nancy: I think school days are the best time of our lives. Tôi nghĩ rằng những ngày đi học là thời khắc tuyệt vời nhất của cuộc đời của chúng ta. James trả lời như thế nào? Câu A: I'm afraid so. Tôi e rằng như vậy. Câu B: chính xác rồi. Câu C: that's nonsense. Thật là vớ vẩn, thật là vô nghĩa. Câu D: I doubt it. Tôi nghi ngờ chuyện này. Rồi bây giờ chúng ta hãy lên xem nè, keyword nè. James trả lời nè: we had the sweet memories together then. Là chúng ta đã có những kỷ niệm tuyệt vời với nhau. Như vậy rõ ràng là đồng ý, bởi vì đó là cái giai đoạn tuyệt vời nhất của cuộc đời chúng ta, có những kỷ niệm tuyệt vời, ngọt ngào với nhau. Như vậy chúng ta sẽ chọn câu nào là đồng ý. Và chính xác là câu B. Absolutely. Chính xác rồi. Hoàn toàn đồng ý rồi. Rồi chúng ta hãy qua phần tiếp, ôn tập tiếp theo. Đó là phần phrasal verbs, cụm động từ. Cô nhắc lại một chút về hình thức của cụm động từ. Đó là nó sẽ bao gồm một động từ cộng với một hoặc là hai tiểu từ. Cô sẽ cho ví dụ. Struggle for, một động từ cộng với một tiểu từ. Đấu tranh vì việc gì đó. Go on, tiếp tục. Hold up, nắm giữ. Hoặc là một động từ cộng với hai tiểu từ, như là look forward to, mong đợi việc gì. Look down on hay là upon là khinh thường ai. Make up for là đền bù cho cái việc gì đó. Bây giờ chúng ta sẽ thực hành xem thử là các em đã ôn tập unit số 15 phần cụm động từ như thế nào. Bài tập đầu tiên: complete the story by choosing the right phrasal verbs to fill the gaps. Hãy hoàn thành câu chuyện trên bằng cách chọn cụm động từ đúng để điền vào chỗ trống. Và nếu như cần thiết thì các em có thể thay đổi thể thức của động từ đó. Câu chuyện của chúng ta có tựa đề là A Surprising Man, người đàn ông bất ngờ. Chúng ta hãy xem câu chuyện này, người đàn ông gây bất ngờ như thế nào các em nhé. Đoạn đầu tiên các em sẽ thấy là chúng ta có 3 vị trí trống, 1, 2, 3, và chúng ta có 4 từ. Như vậy các em sẽ loại một từ và chúng ta chọn 3 từ điền vào và sẽ thay đổi cái thể thức của động từ nếu cần thiết các em nhé. Bây giờ cô sẽ nhắc lại 4 từ này có nghĩa là gì, sau đó chúng ta cùng đọc tiếng Anh, các em cùng làm, sau đó cô sẽ giải thích sau nha. Apply to là chúng ta nộp đơn xin việc cho một công ty nào đó. Search for là tìm kiếm. Account for là giải thích. Apply for là nộp đơn xin việc vào một vị trí công việc nào đó. Tom lost his job due to COVID-19. He: a job on the internet. Luckily, he found one. An online shipping company needed 100 of shippers. He decided to it. He: a food shipper. Bây giờ chúng ta sẽ dịch cái đoạn văn này ra xem thử nó nghĩa là gì và chúng ta hãy chọn cái từ cho hợp lý nè các em. Tom là bị mất công việc bởi vì dịch COVID-19. Anh ta như thế nào? Một công việc trên mạng Internet. Và các em đã chọn được từ ở vị trí số 1 chưa? Đó chính là anh ta search for. Anh ta tìm kiếm một công việc. Và các em lưu ý là chúng ta sẽ chia thành quá khứ đơn ở đây. Chúng ta thêm ed vào động từ search. May mắn thay là anh ta tìm được một công việc. Và một công ty vận chuyển hàng trên mạng cần 100 shipper. Và anh ta đã quyết định gì các em? Và it ở đây chính là cái công ty đó các em. Và khi nộp đơn vào một công ty thì chúng ta sẽ chọn từ apply to đúng không? Rồi. Số 3. Anh ta, a food shipper là người vận chuyển đồ ăn. Như vậy chúng ta thấy rằng là anh ta nộp đơn vào cái vị trí công việc đó. Thì đó là apply for. Và chúng ta sẽ chia thì quá khứ đơn luôn. Chúng ta qua đoạn số 2 thử xem.
chuyện gì xảy ra ở đoạn số 2. Đầu tiên, hãy xem ba từ cô cho là gì. Speak to là nói với ai đó. Glance at là liếc nhìn ai. Talk about là nói về vấn đề gì. At the interview, there were a lot of interviewees like Tom. Everyone was wearing a facial mask and stayed 2 meters away from others. They even didn't each other. Sometimes they each other. Các em lựa chọn đáp án của mình đi. Và bây giờ cô sẽ cùng các em dịch ra và chúng ta xem thử chúng ta điền từ nào. Ở buổi phỏng vấn thì có rất là nhiều người đi phỏng vấn giống như Tom vậy. Mỗi người thì đang mang một cái khẩu trang và đứng cách xa 2 mét. Họ thậm chí không với nhau. Không có gì với nhau các em. Các em có thể nhìn trong cái hình ảnh đó. Đó, để chúng ta có thể đoán được cái ngữ cảnh của cái câu chuyện này. Hoặc là chúng ta thử bỏ những cái từ đó vào để chúng ta thấy là từ nào hợp lý nhất. Thì là họ không nói chuyện với nhau. Thỉnh thoảng thì họ liếc nhau hay là họ nói về. Họ không nói chuyện mà, như vậy họ sẽ liếc nhau đó các em. Thỉnh thoảng họ sẽ liếc nhau. Đó là glance at each other. Và chúng ta cũng không quên chuyển động từ glance ở thì quá khứ đơn. Thêm mê đề vào. Rồi. Chuyện gì xảy ra tiếp theo? At that time, there was one man coming, wearing a raincoat, with gloves in his hands, and a plastic bag over his head. Chúng ta có một vị trí thôi và chúng ta có hai từ. Everyone, him. Stare at là nhìn chăm chăm vào ai đó. Listen to là lắng nghe ai đó. Các em đã chọn được từ của mình chưa? Vào lúc đó, có một người đàn ông bước vào. Anh ta mặc một cái áo mưa với bao tay ở trên tay và có một cái túi bằng ni lông trùm lên cả đầu anh ta. Như vậy, mọi người sẽ như thế nào anh ta kém? Stare hay là listen to? Chúng ta thấy rằng là mọi người nhìn như vậy thì rất là lạ kỳ, nên mọi người sẽ là nhìn chằm chằm vào anh ta. Anh ta đâu có nói gì đâu mà mọi người lắng nghe, đúng không? Như vậy chúng ta sẽ chọn stare at, chia thì quá khứ đơn luôn. Như vậy là đang trong buổi phỏng vấn, như vậy thì có một cái anh chàng mặc đồ rất là lạ như thế này bước vào, đúng không các em? Chúng ta hãy xem tình huống tiếp theo của cái câu chuyện này như thế nào. Chúng ta có 3 vị trí điền và 4 từ. Đầu tiên cô sẽ giải thích 4 từ này cho các em nha. Leave for là chúng ta rời địa điểm nào đó để đến đâu đó. Ví dụ cô nói leave for Hà Nội có nghĩa là cô rời Quảng Nam, cô đi Hà Nội. Laughed at là cười vào ai, chế nhạo ai, cười vào mặt người đó đó. Look after là chăm sóc ai. Talk about là nói chuyện về vấn đề gì. Rồi chúng ta đọc qua và thử xem là chúng ta điền từ nào hợp lý. He started to the COVID-19. He explained the social distance to everyone. He said, I wear my hometown right after and this is my travel costume. Everyone, him. Rồi, chúng ta cùng dịch và cùng điền vào nhé. Vị trí số 7 trước nè. Anh ta bắt đầu như thế nào dịch COVID-19? Anh ta bắt đầu gì kém? Bắt đầu nói về, đúng không? Như vậy chúng ta sẽ chọn talk about. Anh ta giải thích cái giãn cách xã hội với mọi người. Cô lưu ý với các em cụm từ explain to luôn. Explain something to somebody, giải thích cái gì cho ai, chúng ta dùng giới từ to. Rồi, vị trí số 8. He said, anh ta nói, tôi sẽ như thế nào quê hương của tôi ngay sau lúc này. Và đây chính là cái trang phục đi về của tôi đó. Như vậy anh ta sẽ như thế nào quê hương này kém? Anh ta sẽ trở về, đúng không? Như vậy chúng ta sẽ chọn từ leave for. Everyone, mọi người như thế nào anh ta? Chăm sóc anh ta hay là cười anh ta kém? Hãy nhìn vào cái hình ảnh, chúng ta sẽ đoán thử xem mà anh ta nói vậy đó. Anh ta nói là đây là cái trang phục đi lại của tôi đó. Như vậy mọi người cười anh ta. Laughed at him. Và chúng ta cũng chia thị quá khứ với từ này. Hãy xem diễn biến tiếp theo của câu chuyện các em. Và như thế nào đây? Chúng ta có 3 vị trí, 4 vị trí.
Và chúng ta xem, chúng ta có 5 từ nè. Get over là vượt qua. Ví dụ vượt qua bệnh tật, vượt qua khó khăn. Listen to là lắng nghe ai. Take after là giống ai. Ví dụ cô giống ba cô vậy hả? Là I take after my father. Go on là tiếp tục. Wait for là đợi chờ ai đó. His talk. I hope we will soon the difficult times. Nobody seemed to him. They just wanted to the boss. Các em đã có phương án cho mình chưa? Bây giờ cô và các em chúng ta cùng sửa nha. Anh ta như thế nào cái bài nói của mình? Anh ta tiếp tục cái bài nói của mình, đó là go on. Và chúng ta sẽ chia thì quá khứ đơn là went on. Tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ sớm thời khắc khó khăn này. Và chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta chọn từ vượt qua khó khăn đó là get over. Rồi, số 12. Không một ai, dường như không một ai là muốn anh ta. Hãy xem cái hình các em. Đó, không một ai muốn gì các em? Không muốn giống anh ta hay là lắng nghe hay là đợi đấy. Lắng nghe anh ta đúng không? Không một ai muốn. Listen to, lắng nghe. Họ chỉ muốn như thế nào? Ông chủ của họ thôi. Mấy người mà đang ngồi phỏng vấn như vậy không muốn nghe cái anh chàng làm này lảm nhảm và muốn đợi ông chủ của mình đúng không các em? Như vậy đợi là wait for. Wait for, đợi. Rồi, bây giờ chúng ta xem thử là kết thúc của câu chuyện này như thế nào. Chúng ta có hai vị trí cần điền, ba từ. Give up là từ bỏ, go on là tiếp tục, put off là trì hoãn. The man didn't his talk. I'm sorry to say that the interview has to be because food delivery is now prohibited in the city. Everyone threw a surprising look at him. Believe me, I'm the boss. Cô lưu ý với các em cụm từ màu xanh đó. Threw a surprising look at. Threw là ném một cái gì đó. At là vào ai đó. Đúng không? Rồi. Chúng ta xem thử đáp án là gì các em. Người đàn ông không như thế nào bài nói chuyện của anh ta? Không gì các em? Không tiếp tục hay không từ bỏ? Là không từ bỏ, give up. Tôi xin lỗi phải nói rằng buổi phỏng vấn ngày hôm nay phải bị gì? Bị tiếp tục hay bị trì hoãn này? Bởi vì cái dịch vụ là phân phối thức ăn bây giờ đã bị cấm ở trong thành phố rồi. Như vậy là phải bị hoãn cái buổi phỏng vấn này lại. Như vậy chúng ta sẽ chọn là put off, bị hoãn. Và các em thấy kết thúc câu chuyện này thế nào? Mọi người nghe anh ta nói như vậy thì ném vào anh ta một cái nhìn rất là ngạc nhiên. Hay nói cách khác là mọi người rất là ngạc nhiên. Nhìn anh ta một cách ngạc nhiên. Vì sao ngạc nhiên như vậy? Tại sao anh ta một người như vậy mà nói là chuyện cái buổi phỏng vấn này là bị hoãn vậy kém? Bởi vì cuối cùng anh ta nói một câu là believe me, I'm the boss. Hãy tin tôi đi, tôi làm chủ ở đây đó. Như vậy câu chuyện này gây ngạc nhiên. Ông người đàn ông này gây ngạc nhiên bởi vì ông ta vào với một cái trang phục rất là lạ. Và mọi người cứ tưởng anh ta là một người đi phỏng vấn và không muốn lắng nghe. Nhưng cuối cùng anh ta lại làm chủ của mọi người luôn. Vậy chúng ta đã kết thúc câu chuyện rồi. Chúng ta qua một bài tập thứ hai để xem thử là các em còn nhớ được bao nhiêu cái phrasal verb mà chúng ta vừa ôn tập. Câu số 1. My parents are living in Hanoi capital. During this period, they mustn't leave Da Nang city. Leave là rời khỏi. Chúng ta có thể thấy rằng là nếu như chúng ta chọn câu D, không có cái giới từ nào là rời Đà Nẵng đi chỗ khác. Còn nếu chúng ta chọn câu B, for, leave for Đà Nẵng có nghĩa là rời một địa điểm khác để đến Đà Nẵng. Chúng ta xem nghĩa của câu nè. Bố mẹ của tôi thì đang sống ở Hà Nội. Trong cái thời giai đoạn này thì họ không được rời. Tất nhiên là đang ở Hà Nội thì không được rời Hà Nội để đến Đà Nẵng đúng không các em? Như vậy chúng ta sẽ chọn là leave for. Câu số 2. See her watch to know what the time was. Cô ta đồng hồ để biết được giờ là cái gì. Chúng ta xem đáp án này. Câu A, dipped into là đọc lướt qua.
Câu B là looked after là chăm sóc ai. Câu C got over là get over đó, là vượt qua khó khăn. Câu D là glanced at là liếc nhìn. Như vậy cô ấy liếc nhìn cái đồng hồ của mình. Là câu D. Câu số 3. She likes meeting people and traveling, so she wants to a position of a receptionist or tourist guide. Cô ấy thích là gặp gỡ mọi người và thích đi du lịch, vì thế cô ấy muốn như thế nào? Một cái vị trí là lễ tân hoặc là hướng dẫn viên du lịch. Như vậy chúng ta thấy rằng là xem thử là đáp án nào các em. Câu A, apply to, nộp đơn vào một công ty nào đó. Apply for là nộp đơn xin việc, một công việc cụ thể nào. Câu C là talk about là nói về. Câu D, stare là nhìn chằm chằm vào. Như vậy chúng ta thấy là cô ấy xin một công việc, vị trí công việc là lễ tân và hướng dẫn viên du lịch. Như vậy chúng ta sẽ chọn câu B, apply for. Câu số 4. Don't throw the stones, the bus is prohibited. Chúng ta thấy có từ throw là ném. Và chúng ta thấy có hai giới từ là at and away. Throw something at something, somebody, có nghĩa là ném cái gì vào ai hoặc cái gì. Throw away chính là vứt đi. Như vậy chúng ta hãy xem thử là câu này là vứt đi hay là ném cái gì vào các em nhé. Đừng có ném đá vào những con chim. Như điều đó là bị cấm. Như vậy chúng ta sẽ chọn câu là ném cái gì vào ai hoặc cái gì, đó là throw something at. Như vậy chúng ta chọn đáp án là câu A. Câu 5. I don't understand what this means. Can you? Tôi không hiểu vấn đề này có nghĩa là gì. Tôi không hiểu cái này nghĩa là gì. Bạn có thể. Câu A, point it at me, chỉ nó vào tôi. Câu B, throw it at me, ném nó vào tôi. Câu C, write it to me, viết nó cho tôi. Câu D, explain it to me, giải thích nó cho tôi. Không hiểu thì sẽ là yêu cầu bạn giải thích đúng không em? Như vậy chúng ta sẽ chọn câu D, explain it to me. Như vậy cô đã ôn tập xong bài 15. Các em về nhà ôn tập thêm để chúng ta có kỹ năng để làm những cái bài tập tiếp theo. Bye bye, see you next time.